Thưa quý khán giả, thực hiện nghị quyết số 21 Hội nghị Trung ương năm khóa 13, chương trình hành động số 42 ngày 6 tháng 12 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ, xã, phường, thị trấn. Trong đó, triển khai việc thực hiện các nội dung miễn giảm sinh hoạt và thành lập tổ quản lý theo dõi từng đảng viên làm ăn xa, và hướng dẫn các địa phương thành lập mô hình tổ đảng nơi đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú. Qua đó, nhiều cấp ủy địa phương tỉnh Đồng Tháp đã rà soát những nơi đủ điều kiện để triển khai thực hiện thí điểm khá hiệu quả, góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng ở địa phương. Xuất phát từ thực tế, thời gian qua tại nhiều chi bộ cơ sở khóm ấp, nhiều đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, do nhu cầu cuộc sống phát triển kinh tế, phải đi làm ăn xa nơi cư trú nên không thể tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định. Từ đó, các chi đảng bộ cơ sở của tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện tốt theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên làm việc xa nơi sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, năm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã quán triệt mạnh mẽ việc phân công nhiệm vụ thực hiện theo chương trình hành động số 42 về công tác quản lý đảng viên làm ăn xa. Theo đó, các đảng bộ địa phương đã cụ thể hóa các nội dung theo tinh thần hướng dẫn, đề ra các chủ trương biện pháp phù hợp, phân công thực hiện việc rà soát đối tượng, tìm hiểu nguyện vọng của từng đảng viên, lấy ý kiến thống nhất để giải quyết miễn sinh hoạt, áp dụng nội dung quản lý đảng viên làm ăn xa, đồng thời thành lập tổ đảng nơi làm việc của các đảng viên đang công tác làm việc xa địa phương. Đến nay, đảng bộ tỉnh có 8 trên 12 địa phương đã thành lập 19 tổ đảng, với 80 đảng viên đang làm ăn xa nơi cư trú. Các tổ đảng này đang hoạt động đúng theo quy định hướng dẫn, bước đầu phát huy hiệu quả. Con số mà chúng tôi cũng rất là phấn khởi là chúng tôi đã thành lập được cái tổ đảng quản lý đảng viên làm ăn xa là ở ngoài tỉnh á. Thì Đồng Tháp là một cái đơn vị đầu tiên của trong cả nước thực hiện tốt cái nghị quyết 21 này. Và đã thành lập tổ quản lý đảng viên xa. Thì chúng tôi đang cho rà soát đánh giá lại và tổ chức một cái hội nghị để sơ kết nó. Cái nào tốt thì chúng ta phát huy, cái nào chưa tốt ta khắc phục và có những cái giải pháp làm sao là nhân rộng phát triển mạnh cái tổ đảng quản lý đảng viên làm ăn xa này. Quản lý được đảng viên, do đó cái việc mà đảng viên vi phạm kỷ luật, vi phạm mà bị xóa tên khai trừ, nó giảm một cái đánh số này giảm rất là đáng kể. Thì điều đó chứng tỏ là cái chất lượng sinh hoạt quản lý đảng viên mình tốt, chứng tỏ là một năm rất là thành công, rất nổi bật của đảng bộ Đồng Tháp trong cái tập trung thực hiện các cái giải pháp gì trong tác xây dựng đảng. Huyện Tam Nông hiện có 34 chi đảng bộ cơ sở với tổng số 3.450 đảng viên, 58 chi bộ khóm ấp. Qua rà soát có 237 đảng viên đi làm ăn xa, thực hiện theo hướng dẫn số 11 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về mô hình tổ đảng nơi đảng viên đi lao động làm việc xa nơi cư trú. Qua đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông đã triển khai các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc rà soát danh sách các đảng viên đi làm ăn xa. Tại những nơi làm việc có đủ điều kiện từ 3 đảng viên trở lên sẽ tiến hành lập tổ đảng nơi đó. Đến nay, Đảng bộ huyện Tam Nông là địa phương đã thành lập được 8 tổ đảng quản lý đảng viên làm ăn xa với 24 đảng viên, cũng là đảng bộ thực hiện thành lập nhiều tổ đảng nhất của tỉnh theo mô hình này. Sau khi nắm được cái tình hình địa bàn cũng như là cái số lượng đảng viên của từng đảng bộ, rồi cái điều kiện lao động ở các tỉnh ở Bình Dương, Hồ Chí Minh về các điều kiện khoảng cách cũng như là giờ giấc làm việc, thì chúng tôi cũng đã mạnh dạn tổ chức thực hiện mô hình tổ đảng này. Nhìn chung cái mô hình này thì sau khi đi vào hoạt động ổn định thì có hiệu quả, nhất là đã giúp được cấp ủy nắm được cái tình hình tâm tư nguyện vọng như là đời sống của đảng viên khi họ đi làm ăn xa, và cái việc mà cụ thể hóa quán triệt các cái chủ trương của Ban chấp hành đảng bộ huyện cũng như là các cái chương trình về phát triển kinh tế xã hội của huyện cũng triển khai đến các cái đảng viên này một cách kịp thời. Chi bộ ấp A xã Phú Cường có 27 đảng viên với 7 đảng viên đi làm ăn xa. Qua rà soát, có 3 đảng viên cùng lao động xa tại tỉnh Bình Dương. Đầu năm 2023, chi bộ đã đề nghị được chính thức thành lập tổ đảng nơi đảng viên tham gia lao động làm việc xa nơi cư trú gồm 3 đảng viên.
Đây là hoạt động sinh hoạt định kỳ của tổ đảng này ở phường Lái Thiêu, thành phố Bình Dương. Các đảng viên được tổ trưởng thông tin các nội dung liên quan thực hiện nghị quyết chi bộ ở địa phương, đồng thời cùng nhau chia sẻ, trao đổi những tâm tư nguyện vọng của các đảng viên này khi xa quê. Tôi cũng lớn tuổi rồi, cũng đi làm ăn xa. Nói chung là trong thân tâm thì cũng mong muốn làm sao để mình tập hợp anh em. Quan điểm của tôi là đảng viên cho đi thì phải có cái sự quản lý của nhà nước, phải có sự quản lý của tổ chức. Cũng thống nhất thấy mô hình nó tốt, bắt đầu thống nhất, bắt đầu tiến hành làm. Ở dưới quê á, là bí thư chi bộ, mỗi khi họp chi bộ xong rồi bắt đầu anh em với người ta có điện Zalo gửi hình ảnh rồi đó, rồi nội dung lên trên mình, thì ở trên này cứ hàng tuần hoặc là hàng tháng hoặc ngày chủ nhật hay thứ bảy đó thì tranh thủ thời gian để rồi mình alo, mình gặp nhau để mình sinh hoạt, mình trao đổi động viên với nhau, có những cái gì đó cần nói chuyện rồi mình đưa qua hình ảnh rồi qua lại để cho mình biết. Chi bộ ấp là thực hiện như này là nó rất tốt, tại vì anh em đi làm ăn xa đó cũng không có nắm bắt được cái những vấn đề về chủ trương chính sách này kia, đường lối của đảng triển khai xuống cho tổ, rồi tổ triển khai xuống cho là chúng em, là chúng em được kịp thời nắm bắt được là để thực hiện theo những cái vấn đề đó cho và giữ vững được cái tư cách của người đảng viên đi làm ăn xa, là chấp hành được cái đường lối chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Em thấy cái điều này rất hay. Trong thời gian hoạt động tổ đảng, chi ủy chi bộ ấp A xã Phú Cường cũng luôn quan tâm giữ mối liên lạc với từng đảng viên, thường xuyên trao đổi thông tin hoạt động chi bộ và các nghị quyết cho đảng viên, kịp thời chia sẻ thông tin các nghị quyết của chi bộ cho các đảng viên, từ đó nâng cao nhận thức cho đảng viên về ý thức trách nhiệm của các đảng viên này trong khi làm ăn xa nơi cư trú. Mình điện trao đổi thường xuyên định kỳ thì sẽ tạo một cái thói quen để cho trong cái thành viên trong tổ đảng á, biết là tới ngày đó hay là cái bữa đó rảnh là mình sẽ tạo, mình họp với nhau, mình thông tin tình hình về địa phương của mình đối với các đồng chí làm ăn xa, để các đồng chí đó nắm biết được, và các đồng chí đó cũng trao đổi với mình về cái tâm tư nguyện vọng, cái những khó khăn thì cũng để mình kịp thời tháo gỡ để cho đảng viên có an tâm công tác. Nói chung thời gian qua thì cái mô hình tổ đảng thì nó phát huy khá là hiệu quả. Tiến tới chắc đề nghị đảng ủy sẽ rà soát những đảng viên làm ăn xa trong trong toàn xã mình đó. Mình đưa vô một cái tổ cũng được, cũng có sự quản lý của phó bí thư và các ban tổ chức. Không nhất thiết là một chi bộ ấp thì nói vậy nó cũng hiệu quả hơn, cũng đâu có, cũng là đảng viên, ý thức đảng viên nó cao nữa. Đảng bộ xã Phú Cường, huyện Tam Nông hiện có 13 chi bộ với 218 đảng viên. Hiện nay có gần 30 đảng viên đi làm ăn xa, nhưng nhờ thực hiện tốt công tác quản lý, các đảng viên đều thực hiện đúng quy định và giữ mối liên lạc thường xuyên. Qua đó, chi ủy kịp thời thông tin về hoạt động sinh hoạt, các nội dung nghị quyết đảng viên được nắm. Nên hầu hết đảng viên đi làm ăn xa đều chấp hành tốt chủ trương, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Năm 2023, thí điểm thành lập tổ đảng, nơi đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú, là giải pháp tốt hơn công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa của đảng bộ địa phương. Qua đó, đảng bộ đang tiếp tục triển khai thành lập thêm tổ đảng, đảm bảo phù hợp tình hình và hoạt động hiệu quả. Sau khi mà thành lập cái tổ đảng thì cái việc, cái lợi đầu tiên mình nhận thấy đó là cái việc liên hệ, trao đổi trực tiếp với đảng viên đi làm ăn xa được thuận tiện hơn, được nhanh chóng hơn. Nhìn chung thì nó đạt được nhiều kết quả rất là khả quan. Cái thứ nhất thì chúng ta có cái điều kiện để quán triệt, dặn dò đảng viên đi làm ăn xa thực hiện tốt cái chủ trương của cái nơi mà sinh sống, nơi cư trú, nơi làm việc, nơi sản xuất. Mà thứ hai nữa thì nhờ qua đó thì đảng viên cũng không có vi phạm pháp luật, thực hiện tốt cái chủ trương và cái quy chế nơi lao động sản xuất, thì góp phần cho cái thực hiện cái chi bộ bốn tốt. Sẽ điều tra xem xét lại, nếu mà đảng viên của xã Phú Cường đi làm ăn xa nơi cư trú mà ở gần cái địa điểm lao động sản xuất thì hướng tới sẽ thành lập tất cả các đảng viên đó vào một tổ đảng. Và ý định mong muốn của đảng bộ xã Phú Cường này có đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú thành lập tổ đảng, tất cả các đảng viên đó ở nhiều tổ đảng khác nhau. Hiện nay toàn tỉnh Đồng Tháp có 2.340 đảng viên đi làm ăn xa. Các cấp ủy địa phương sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý phù hợp, trong đó quan tâm việc thành lập các tổ đảng nhằm thông tin kịp thời, làm chỗ dựa cho đảng viên khi đi xa quê, xa chi bộ. Tuy nhiên, công tác quản lý đảng viên làm ăn xa cũng như việc thành lập
và duy trì hoạt động các tổ đảng của đảng viên ở xa vẫn gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, các cấp tổ chức đảng cần quan tâm theo dõi chặt chẽ, đưa ra các giải pháp cụ thể, kịp thời, đúng quy định, với quyết tâm phải nghiêm túc tập trung ra soát thực hiện, bảo đảm đúng mục đích yêu cầu đề ra, đồng thời quan tâm giáo dục, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện các quy định của điều lệ đảng khi đi làm ăn xa nơi cư trú, vừa giúp đảng viên đảm bảo điều kiện sinh kế, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Qua đó, sẽ tiếp tục giảm thiểu tỷ lệ đảng viên bị xóa tên hoặc xin ra khỏi đảng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chi đảng bộ trong thời gian tới. Chương mục Ý Đảng Lòng Dân kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương mục kỳ sau.